Nên từ cái chỗ đó thì hôm nay đó là được cái sự tiên tri của các ngài là từ cái thiên cơ chuyển biến của cái quả địa cầu cho đến cái sự bệnh hoạn đau chết mà Đức Thầy nhắc thế này đây. Ngày nay xe lết xe lôi đúng lời truyền sấm của hội đề lê là năm rồng rắn ngựa dê chúng sanh thế giới ê hề thế phơi trạng trình truyền sấm mấy lời ngày nay dân chúng vậy thì rắn tri và đức thầy kính yêu chúng ta hôm nay cũng vậy khi mà ngài mới ra đời thì Nghĩa là Ngài cho biết là mèo kêu bá tánh lao sao đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê. Con ngựa lại đá con dê khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao. Khỉ kia cũng bị sói xào canh phía gà gái máu đào mới ngưng. Là cái đệ nhị thế chiến khi chấm dứt là Mỹ mà bỏ hai cái bom đồng minh bên Nhật đó. Là lúc 8 giờ sáng ngày 26 tháng 8 năm bắt đầu 1945. Thì lúc bây giờ là Mỹ mà nó bỏ hai cái bom bên Nhật rồi Nhật Hoàng đồ hàng chưa điều kiện. Thì cái bệnh dịch tả lúc bây giờ là chết không thể tả nổi là lớp đối miền Bắc là chết trên hai triệu người như vậy thì bây giờ đó là hôm nay đó Đức Thầy ngày tiên tri như thế này đây Đức Thầy cho biết đó là cuộc thế giới chuyển qua như chống mà khuyên dân tình nó lắm mà nghe bây giờ thế giới mà nó chuyển qua mà có như chống vậy đó là khuyên dân tình lắm mà nghe mà chúng ta lắm cái gì có hai cái sự việc mà khi mà chúng ta đây được và thực tế mà giờ thấy và nghe đó thì cuộc đời nó nhanh lắm ngày xưa đó, thầy ra đời thì nói chung đó là nó chưa có cái tivi tivi gọi là cái cái vô tiếng đó quý vị thì chúng ta chưa thấy nhìn thế giới rồi la vô đó cũng chưa có nữa mà cái la vô thì thầy nói cuộc thế giới chuyển qua như chóng mà khuyên nhân tình hay lắm mà nghe thì chỉ có là vô chúng ta mở cái cốc rồi chúng ta sẽ nghe hết trơn thế giới nhưng mà nó không có mau bằng cái là chúng ta thấy tivi vậy thì uh, tivi mà để thầy cho biết là mắt nhìn ngoại quốc thảm thê thì nam bang đó cảnh khổ cũng kề bên tai thành thử ra đó là chỉ có cái tivi là chúng ta mới nhìn thế giới thôi chúng ta coi trong cái tivi thì thấy thế giới đó ấn độ nó bị bệnh dịch cúm corona chết rồi các nước đó đã bị chết thì những cái đó là những cái mà tiên tri các ngài đã tiên tri trước đó quý vị Đức thầy cho biết đó là đời cùng còn chẳng mấy năm khắp trong các nước thay nằm bằng non cha thì chẳng thấy mặt con vợ thì chồng chẳng được còn tại gia thì biết bao nhiêu những xác chết mà Ấn Độ thì nếu mà chắc phải dùng đóng lợi ha thì kể như là bằng non núi Và các nước hôm nay thì nói chung đó là nước nào cũng vậy. Nên Đức Thầy ở đây ngài đã ra đời dạy đạo là cái thời kỳ nuôi dưỡng mình nó quá dài dặn đó đó là 81 năm lễ đạo ra tám 80 năm rồi. Thì hôm nay Đức Thầy sẽ biết là ta dừng tay chờ đợi lệnh thiên thì Đức Ngọc Đế sự phân cho chúng. Nên những lời tiên tri của thầy đó quý vị thấy coi nó có hiện bài sự thật chưa? Thầy nói thế này đây. Thì nó từ đây sắp đến thảm thê Từ đây là ngay giờ cái phút mà năm tí này đổ lên đó Là từ đây sắp đến thảm thê Mà cha lìa con nọ thì vợ kia sẽ chồng Bởi vì từ cái kỷ hợi mà đổ gì trước đó Là còn các ngày nuôi dưỡng mà lúc đó đâu có thảm thê Rồi là cha lìa con nọ vợ kia sẽ chồng đâu có Nhưng mà thật sự ra tới đầu canh tí thôi thì cái bệnh dịch cúm corona này đó là 213 nước Thì bây giờ đến cái Việt Nam chúng ta là từ đây sắp đến thảm thê mà cái chuyến thảm thê là đau khổ lắm và những cái sự đó là không thể tả nổi về cái sự nó là là thống thiết và đau khổ mà thảm thê này mà đức thầy cho biết là cha lìa con nọ bây giờ trong cái bệnh hoạn mà cái bệnh kỳ này mình thấy rất là lạ thì nó đau nhiều chứng dị kỳ khó kể chứ dị là khác chứ kỳ là lạ mà sắp từ đây lao khổ đến cùng kẻ dương gian đó khó nổi thung dung mà người bảo ác không toàn tính mạng thành thử ra đó là quý vị thấy thảm thê chưa cha lìa con nọ mà vợ kia sẽ chồng giữa cái tình nghĩa đó là chồng vợ là phu thê là con cái sống chung một cái ngôi nhà đó là rất là hạnh phúc thế mà bị bệnh đó là dịch cúm corona rồi thì không thể lại gần được quý vị thấy ở ấn độ ấn độ thì lúc bây giờ là cái bệnh dịch cúm corona này đó là nó biến thể nghĩa là từ người sang người rồi đó là từ cái trong cái khí quyển này sẽ sang tới tới người nó đi luồng nào chết luồng đấy rồi bây giờ khi mà gia đình mà bị bệnh đó rồi thì nghĩa là cha mẹ hay gì đó là trong thân nhân phải để ngồi ở ngoài xa ngoài đường quá chứ không được ngồi trong nhà được thì cái đó là phải quý thấy xa lìa là con lìa cha nọ mà vợ kia sẽ chồng không thấy sát bên mà lại ngồi gần không được thành thử ra đó là từ cái vũ hán từ cái bên ấn độ những người, người ta tạo tiền bạc mà nhôm gom nhớp mà từ hồi xưa tới giờ đó ăn không dám ăn mặc không dám mặc rồi không có dám bố thí cho người nghèo thế mà trong khi mà cái bệnh mà dịch mà nổi lên đó thì người ta mới nói thế này đây đó là tiền bạc đối với vũ hán và đối với ấn độ thì bây giờ không có nghĩa lý gì hết trơn không nghĩa lý gì hết trơn bị đồng tiền không không mua được hạnh phúc mà đồng tiền không mua được cái cái bệnh hoạn này bởi vì có tiền mà thế mà bó tay thôi bó tay thôi chứ đâu có trị được nếu mà trị được thì thế giới này đó là đâu còn ai bệnh dịch cúm corona nữa thì thật thử ra đối với việt nam chúng ta là sao thì cũng đang vào cái cân bệnh khủng khiếp nữa giờ này thì phải nói rằng là trong cả nước đang lo âu và đang suy si tư rất là nhiều mà bệnh bây giờ nói chung ra là nó không dừng được nó hết cái chỗ tỉnh này rồi đến tỉnh khác hết tỉnh khác rồi tới tỉnh khác như vậy thì bây giờ đó là đức thầy nói đôi lời đôi lời là chỉ có hai lời thôi đôi lời nhắn nhủ khắp đâu đâu nghĩa là từ ngày đức thầy đó là khi mà ngài ra đời ngài giải đạo khi mà ngài hạ bút đó thì ngài nói là đôi lời nhắn nhủ khắp đâu 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 là hết trơn năm trong thế giới á dạng vật từ nay luôn thảm sầu hết trơn người về vật đó quý vị áo não thương đời đa đối khổ u buồn trăm họ dễ dài câu nghĩa là kể cả trăm họ luôn không phải là là một họ đâu Thành thử ra đó là Đức Thầy cho biết đó là để đến việc thảm thê rồi thê thảm Nghĩa là cái công việc này sẽ đến rồi thảm thê rồi thê thảm Mắc phàm trần tường lãm bi ai Nghĩa là khi mà mắc mà phàm trần là thế gian mình đó Bi ai là chứ bi là buồn chứ ai là khổ là buồn rầu đau khổ không Cũng đồng cũng nhục hoài thai nên ta hết sức miệt mài dạy khuyên Thơ với phú thần tiên gián bút bởi cơ trời đã thúc bên lưng Không tu á, chừng khổ cũng ưng mà tu hành gặp cảnh vui mừng tội thai từ chỗ đó mà chúng ta thấy rất là quý báu nên trong cái bài mà đức thầy bảy bài pháp luận mà cái bài chốt đó cái thầy nói thế này đây trong khi các trò ở nơi biển mê sông khổ thường bị những chướng nghiệp nhiều đời mà làm cho linh hồn mới chìm đắm trong ba cõi sáu đường xuống xuống lên lên lưng hồ chỉ kiếp ấy cũng tại vì luộc căng mà mê đắm lục trăng ý thức lầm lạc ấy khiến các trò thấy cái thăng ô trượt này là thật cái cảnh phú quý cùng cuộc tồn tại vui sai nào hay thăng vô thường tạm mượn cái sắc nước hương trời của các trò có khắc chi cành qua sớm nở chiều tàn không chi bệnh chắc còn tội chướng linh hồn mà chịu lưng chuyển báo đền ngày nay đã tỉnh ngộ quy y cùng Phật pháp như vậy thì cửa trường xanh các trò đã gặp nẻo nương đèn trí tuệ ly sức phẩm trần Chẳng cảnh phồn qua tìm nơi tịch tịnh nhưng các trò có lòng mộ đạo chứ chưa hiểu rành để bước đường đi hãy tạm xét chữ quy y thấu đáo quy là về về đâu về có phật y có nghĩa là văn lời theo khuôn mẫu thì những cái gì mà thầy dạy bảo hôm nay là rút tỉa trong tinh hoa phật giáo là khuôn là mẫu là những cái lời vàng son châu ngọc thành thử ra gì là đó mà hôm nay chúng ta nên có một sự giác ngộ tiêu diệt từ năm 1936 và đến đây cũng đến thời kỳ cũng đã tăng diệt đến nữa mà chúng ta ở đây mà các ngài đã sinh quản lại cho chúng ta rồi thành thử ra chỉ còn cách là khuyên bổn đạo lập thân nuôi trí đang chờ ngày ý kiến phật trời phải lập thân với nuôi trí hướng Ta thử ra Đức Thầy cho biết đó. Đừng ham tranh đấu thiệt hơn tu niệm chớ sờn Ổn lắm dân ôi Hồng trăng biển khổ thấy rồi Ráng tù nhân đạo cho tròn mới hai Kính thưa toàn thể quý vị Đối với cuộc đời chúng ta là vô thường là giả tạm Sống đây rồi lại quay rồi già rồi bệnh rồi đau rồi chết à, Chúng tôi nhớ lại cái bài thi của đồng đạo Úc Lê Minh Châu Lúc mà khi mà ông gần chết á, Ông có nói mấy câu thi như thế này đây Ông nói là lại xuân nữa thêm tuổi đời trồng chắc tất nhiên là cái mùa xuân này rồi thêm cái mùa xuân nữa mà cái tuổi đời trồng chắc thì khi nào mà chúng ta là tuổi đã 60 thì 61 tới 62 63 tới 64 nó lên hoài lên hoài chứ không giờ nó lui lại cho chúng ta à, lại thêm nữa lại xuân nữa thêm tuổi đời trồng chắc rồi tuyển sưng mòn mắt chút dung nhan cái tuổi sưng như cành qua sớm nở lại chiều tàn thân tứ đại rã tan không mấy chốc đến trẻ đó rồi già nua đó kiếp vô thường như thể phù du nên chúng ta biết chắc ngộ rồi thì đạp ta bà cực lạc quyết sang để thân tứ đại nghiền tan thân sắc nữa thì cái giờ nào mà chúng ta còn sức khỏe nên còn trân trọng những cái gì là cái sự sống sắp đến đây rồi chúng ta phải bỏ cái thân tứ đại này nên vì lẽ đó mà đức thầy cho biết á là đời cùng tu gấp kịp thầy Đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non Phật thương bổn đạo như con Muốn cho bổn đạo lòng son ghi lời Nó sao tới việc biết đời bây giờ chưa thấy nó thời chưa tin cái thưa toàn thể là cái gì mình chưa thấy thì mình chưa tin nó gì mà bây giờ thấy trang này bây giờ đứa thầy nói uh, gẫm trong nhân chủng lắm người dễ dàng mà quý vị thấy coi bây giờ nhân chủng nó hết trơn toàn cầu mà phải dễ dàng chưa bây giờ sầu chung chứ không có sầu riêng nữa Bây giờ cái bệnh này đó là sầu chung hết trơn á Kể cả năm châu thế giới cả Việt Nam bây giờ đang rất là lo âu về cái sầu chung Mà ta cắt tiếng thang năm 1939 đó là để thầy đã đời dạy đạo đó mà ngài nói thế này đây Cả kêu dân chúng hỏi ôi Mà cái danh từ hỏi ôi là cái chuyện khổ lắm Sao không thức tỉnh Việc đời gần bên Khổ đà đi tới như tên Cái khổ mà nó tới như tên như cái này mà chúng ta đã chưa thấy cái cái giải quyết được cái chuyện này thì chuyện khác nó tới nữa Ráng lo tu niệm mà tìm nền vinh qua dinh này của Đức Phật Bà của ông Phật Tổ ban mà cho dân Đây là sự, sự ăn xá của các ngài để rồi Nghĩa là xin quản lại đáng lẽ ra thì chúng ta đã bị tiêu diệt từ năm 1936 Mà Đức Thầy chỉ biết là chung sanh ngang ngược làm liều Ngọc Hoàng ngài muốn sự tiêu cho rồi Cái thưa toàn thể lưu gì Đúng vào năm 1936 là cái năm đó năm tiêu diệt của Ngọc Hoàng đã vũ sổ đó quý vị Nhưng mà các ngài không nở để thương tất cả những chúng sanh Và sinh quản lại Bất tổ sinh quản lại tới năm 1939 Đức Thầy ra đời dạy đạo mà năm 39 tới nay thì đức thầy dành cho chúng ta nó quá dày dặn rồi. từ năm 109 tới nay thì nói chung là cũng đời nó đến lúc là quá dày dặn cho chúng ta rồi ngài cũng không chờ đợi nữa nên lúc này đức thầy cho biết là ta dừng tay chờ đợi linh thiên đức ngọc đế sửa phân cho chúng thì bây giờ quý vị thấy coi cái đời này mà mà khổ như thế này có phải là đức thầy dừng tay hay không trong cái bài mà đức thầy trao cùng lời ông táo đó đức thầy cho biết đó, ở thị thiền đó thì đua chen sướng khởi ở Thị thiền là nơi những thành phố đó đó là xa hoa trắng lệ người ta chỉ bài ra ăn uống ca hát rồi nhậu nhẹt rồi trà đình tủ điếm chứ người ta không nghĩ tới cái đạo là không thể nghĩ tu việc là cái gì nên đức thầy cũng nhắc là ở thị thiền đua chen sướng khởi những tuồng hư cho bọn gái lẫn trai những cái gì mà trai gái mà bài bây giờ là tuần hư không đó mà hư cái gì là đức thầy nói luôn đó nào hút thuốc nào phiền hộ dây trai Bây giờ quý vị thấy coi uh, nam như nữ mà nữ như nam Bây giờ đó là nếu mà mà đến cái lúc mà hậu dê trai đó hăng là rớp rớp là để như là là đấu đá với nhau để uống rượu nhưng mà thế rồi bây giờ đó là đứa thầy đó là ngài đã kết luận rồi không có còn như xưa mà bị hiện hội dây trai nữa đâu cái thầy cho biết đó là trai với gái đời này lăng mạ bị văn minh cấm dỗ loài người kể từ rài cười một khóc mười kẻo chúng nó dễ người phật thánh thì bây giờ đến lúc khóc rồi đó lúc khóc rồi đó thành thử ra là nào hút thuốc nào hiện hội dây chai nào chùm đĩ ma cô nghề hút máu ai để mắt xem đời chu đáo khỏi thể than dùm dân tộc có hư hàng bây giờ coi quý vị thấy coi ai để mắt xem đời chu đáo đây chúng ta thấy dân tộc là Việt Nam là con rồng chó tiên thế mà bây giờ đó là chúng ta đi ra nằm đòn rồi bây giờ đã có chồng nước ngoài mà nói chung ra là trước đây thì mình gả con cái nước ngoài thì cũng có một sự hãnh diện rồi có tiền có bạc có đem gì Nhưng mà thế rồi bây giờ thì Máy bay cũng không có bay về đất nước Việt Nam chúng ta được Rồi bây giờ đâu ở đó Thì thử ra đó là cái khổ nó đang tới Nó đang đồn tới Thì nói chung đó là Sẽ sắp đến lúc là phải cười một con mười Như vậy thì bây giờ đến lúc là Cha nọ bồng con vợ khóc hòa Tan nát sớm riền khổ dữ a Nhà không người ở ôi nói trước Mà nếu chẳng tin lời thì không gặp thiết tha Rồi đây nó là nhà thì nói chung là vô nhân cư là không ai ở mà ruộng không ai làm gọi là vô nhân canh mà lỗ không ai đi gọi là vô là vô nhân đáo như vậy thì đến cái lúc là điền tan gia phế bởi vì đó là không còn ai tập trung lo mua đất của các làm ăn nữa gọi là điền tan mà gia phế là cái nhà không còn ở nữa tế nhiên hàng tế tất nhiên là đức thầy ra tay của tế đó quý vị điền tan gia phế tế nhiên hàng khổ đáo ly kỳ ảo diễn can 1945 đó chúng ta bị nạn đói rồi bị bệnh dịch chết rồi từ đây chúng ta sẽ bị bệnh đói và bệnh chết nữa thành thử ra đó là đức thầy nhắc trong cái bài mà trao cầu lời ông táo đó Lỡ thị thiền đua trang sướng khởi những tuần hư cho bọn gái lẫn trai nào hút thuốc một hội dây trai nào trùm đứng mà con chùm mà cô ngày hút máu ai để mắt xem đời chu đáo khổ thở than dùm dân tộc hư hèn rồi dọn áo quần son phấn lắm khen miễn cho mình được lên xe xuống ngựa Mãng điểm tô quy hoàng nhà cửa ai khốn cùng được đất trời xây thấy nhơn gian khuynh đảo lão tỏ bài cho thượng đế lãm tường cho sanh chúng bấy nhiêu điều xét trong nhân chủng táo để dùm cho thấu đến thiên cung còn nhiều điều gớm ghiếc hải hùng mượn yếu lược đôi câu vừa trần tố nay cùng ông hữu duyên tao ngộ chúc âm về thượng giới được ban khen phần sĩ tăng tai trống miệng kèn dắt thiện tính trắng hưng nền phật giáo nếu ngày nào khai thông đại đạo đốt từ bi rỗi khắp cả nhân gian bể trầm lưng khô cạn sáu đàn tăng sĩ mới trở về nó thánh tịnh thì những cái gì mà chúng ta hưởng hạnh phúc đây nó quá hạnh phúc rồi thì cái ngọn đèn khi mà cái người mà lớn lên chúng ta hồi từ ngày để thầy sinh quản lại cũng như bình dầu nó đủ vậy đó rồi tim nó cũng đủ nữa thế mà ngày qua tháng lại rồi thì chốn ta bà tim lụng dầu mòn thân tứ đại của người cũng thế mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ đến tội rồi mới hối muộn màng chi cho bằng ta sớm lo toan dình với lực nghe kính trọng phật thì đến lâm chung quả lành đau mắt cõi tây phương chư phật đợi chờ việc tu thân thiện tính hẳn hờ chừng quả đến e cho khó tránh là cái quả tới rồi chúng ta tránh không được nếu chúng ta không có tu rồi thì sẽ dướng vào cái đại quả mà đại quả kỳ này gọi là kẻ tà gian sẽ bị lửa thiêu người tu niệm sống đời thượng cổ nên đức thầy khi mà ngài mới ra đời mở đạo khai đạo đó là đức thầy cho biết cái thế này đây Đạo mở cửa bài câu minh một Nước ma ha Tưới tắc lòng phàm cõi trung ương Luân chuyển phương nam Mở hội thánh cho người trung hiếu Như vậy thì bây giờ đó là mở cửa vào năm 1939 Là nó gần nhất đây Và nó xa hơn nữa thì mùa thu kỷ vào 1849 Được Phật Thầy Tài An Thực hiện tại làng Tòng Sơn Và pha khai trong các phái hà, mối đạo Trong phái hệ của Sơn Kỳ Hương và kế đến là bổn sư rồi nghĩa là phật trầm chi giải bóng khoa về dài dài đến đức thầy chúng ta và còn thêm cái vụ ông ba thới nghĩa là khi ông tịch Việt là trước đức thầy 12 năm thì khi mà nơi đó, đó là cái nơi mà phải nói rằng là đức ông ba là một tài thầy tây an đó là mượn tay ông ba viết là những sấm chiền xưa của phật thầy dân đáng kiếm mà tri thì biết xưa để lại nhiều câu thẩm thiết mà nào ai có biết để lòng chuyện thiên cơ nó rất nổ nồng mà câu hủ lý bá tầm của sánh như vậy thì đức thầy nghĩa là khai đạo năm 1939 và kể là cả mùa thu kỷ dậu 1849 lúc đó là đạo mở cửa bài câu minh mục là những cái bài gì mà đức thầy đã giảng giải ra và viết ra ta yêu chúng viết ra giảng kệ phiên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời cho có mùa hồ tìm hiểu nghĩa để làm theo đắc đạo hay là giảng kinh độc tụng chiều mai làm theo lời chỉ ngày rài gặp ta thì ra đạo mở cửa đó để bài những cái câu minh mục minh là sáng mục là con mắt tại sao gọi là minh mục chúng ta từ đời vũ thủy bây giờ nghĩa là không biết cái đường lối để đi nữa mà từ khi lũ ngũ tổ quỳnh quỳnh mai đã truyền cho lũ tổ đều quỷ năng đã bật truyền người bác nên đức thầy cho biết là cả ngàn năm nhân tâm so xiến. sao Sau tu hoài chẳng thấy ai thành bởi chữ tu liền với chữ hành hành bắt chánh người đời mới nói kính thưa toàn thể là quý vị từ cái chỗ đó mà các ngài được mở cửa là truyền dài dài tới cho chúng ta để tu ngày hôm nay nhưng mà đức thầy là nói thêm thế này đây thôi chào đời khép cửa buồn duyên có thiện căn đó sớm lại cửa thiền câu niệm phật chờ ngài chung cuộc như vậy thì bây giờ nghĩa là đời cũng đang khép cửa mà đạo cũng đang khép cửa chúng tôi thấy rằng đời đang khép cửa thế này đây bởi vì năm châu thế giới bây giờ không còn làm ăn được Rồi Việt Nam chúng ta cũng không làm ăn được Bởi vì nổi cái đi tới đi lui không được Thì thấy bao nhiêu cũng đủ là là là, là, chúng ta đã trồng vào trong cái bế tắc rồi Bởi vì còn làm ăn đó Còn giao dịch được, còn kinh tế được Còn những sự là là à, để, để lo kinh doanh sự nghiệp được Nhưng mà thế rồi chúng ta không còn làm ăn được Gọi là bế tắc Vì vậy thì bây giờ đó là trong cái bế tắc đó Thì chúng ta sẽ bị đạn đối mà đối kỳ này đó là Đức Thầy cho biết là điền tai gia phế tế nhân hàng khổ đáo ly kỳ ảo diễn can thì là ngày 145 đối thì chúng ta sẽ bị đối nữa thành thử ra đó là Đức Thầy nó no chiều rồi lại đối mai mà dương trần sắp dướng đó bệnh trời từ đây nghĩa là cái bệnh trời thì không có cách nào mà chúng ta nghĩa là, là cưỡng lý được cái bệnh trời đó thành thử ra đó là cái việc đời sẽ bế tắc là bế tắc là không còn làm ăn được mà thầy nói là thiên cơ thế giới đà biến chuyển thì từ rài trần hạ lợi danh trôi nghĩa là đã biến chuyển thế giới nam châu và không còn cái việc làm ăn được thì lợi danh tất cả đều cho hết thành thử ra đó đức thầy cho biết đó là đừng ham trên đấu thiệt hơn tu niệm chứ sờ ngủ lắm nha ngôi kỳ này không tu rồi nó uổng lắm vậy thành thử ra là giàu sang đi nước trên nguồn gặp cơn mới lớn nó tuôn có một giờ hay là đời này về việc làm chi cái việc ly kỳ cũng thả cho xong thì có tiền bạc nhưng mà thế rồi chúng ta không mua được cái công đức niệm phật và không lên mua được cái tu hiền là, là được thử ra thầy nói bây giờ đứt chẳng màn đầu sau Vô có tiền ngàn có mua biển sông lặn lội hơn thua tự thân tạo lấy mà mua cái sầu tự chúng ta để mua cái sầu vào thân rồi bây giờ bế tắc thêm cái sự đạo quý vị thấy rằng là ở nơi dùng tà lơn tà lơn thì phật thầy tây an đó là ngày đi về đó ngày tu cũng là hồi lúc nhỏ mà khi ngày đắc đạo xuất hiện tại làng tòng sơn là mùa thu kỳ vọng năm 1849 đó cũng ngài tu từ tà lơn mà ngài đắc đạo trở về rồi thêm đó là cái ông cử đa cử đa cũng tu từ tà lơn và ngài cũng đó là về đó là đắc đạo rồi ngài cũng về xuống đây đó là ngài dạy chúng sanh rồi bây giờ đó là tà lơn bây giờ cũng đang bế tắc cái bệnh dịch mà ở trên cái ở nên cái campuchia thì bây giờ đó là nó cũng còn nặng hơn việt nam nữa cách ly tùm lum ở trên và cửa khẩu bây giờ cũng đã đóng hết thì bây giờ đó là không có lên tà lơn được thứ hai nữa là từ cái nơi đó là tà lơn và xuống cái vùng núi cấm chúng ta là cái vùng gọi là bảy núi gọi là thắt sơn màu nhiệm thì trong cái thắt sơn màu nhiệm này đó là những ngày mà sắp tới đây đó đức thầy cho biết đó là chừng núi cấm lầu son lộ dĩa thì người già quá trẻ dân ôi tu hành đất được thánh thơi lại xem được phật được trời báo thai là kỳ này chúng ta nếu tu đúng pháp đức thầy rồi thì sẽ xem được ông Phật thì được ông trời. Thế mà ngày gần đây thì chúng tôi thấy đó là cái cửa núi cũng đang bế tắc là không cho du khách đi lên đi xuống và kể cả nơi cái cấp treo ở nơi Thiên Cẩm Sơn là một ngày thu không biết bao nhiêu thế mà cũng không có lên núi cấm được. Như vậy thì bây giờ đó là khi mà lên đó không được rồi thì nói chung ra đó là để chờ cái cơ lệnh trời thì đến lúc cơ lệnh trời tới rồi thì chừng nào tiếng sấm nổ gian tắt sơn lỗ dẻ đền vàng báo thai chọn bến nước rủi mai trong đục nếu chần chờ lục đục chế chân thương đời ta tỏ làm ơn lời ta phi nhũ như đờn má nha trong bổn đạo gần xa ghi nhớ phải tu hành phần tới cho xong để sau đó việc long đông sát thân có thấy mai rồng hồi kia hay là thầy còn cho biết là Cô ai có chứa bầu nhiệt huyết dùng đạo màu của giấc sanh linh nếu để chờ sấm nổ văn thinh thì e bá tánh ăn năn đã muộn và đã đóng cửa nơi cái cửa núi rồi thì chúng ta cũng không có lên đến giếng được và từ đây nó sẽ còn diễn tiến dài dài tới thì không có mong là cái ngày chúng ta lên giếng núi được có là những hồi xưa thứ hai nữa là bây giờ nơi cái dí bà ở đây thì quý vị cũng đang biết cái dí bà là cái dí đó là tầm cỡ đó là lễ hội quốc gia thế mà năm nay cũng là là không có cái cái lễ được mà nhà nước chúng ta đang nghĩa là thất thu về cái nơi cái cái dưới bà rất là nhiều chứ không phải không đâu. Nhưng mà cái bệnh dịch này đó là không thể nào khác hơn là phải 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 cấm không không, không cho lên giếng ở nơi cái dưới bà được. Chỉ là ở trong cái cái ban à, là là hội tế ở trong ở trong cái cái dưới bà thôi. Rồi thêm à, cái những nơi cái lễ đạo của thầy ở từ cái à, lễ ông ba ông ba là phật thầy Tại an mượn cái cái bàn tay của ông ba để viết ra chính bổn thành thử ra khi mà ra chính bổn rồi thì thầy nói là chuyện thiên cơ nó rất nổ nồng câu hữu lý bá tầm của sánh mà từ ở nơi cái phủ thợ ông ba mà ngày xưa mà quý vị ra biết tới mấy sông đó là tới 10 cũng đắt lắm thế mà khi mà lỡ vô tới đụng phủ thợ ba rồi thì ở trong cái cái phủ thợ ông ba xin kêu không được thì nhà nước của nó nói, thôi bây giờ mấy ông xin không được thì để cho về nước định là định nơi cái phủ thờ ba bây giờ đó nên ông ba ông tiên tri cho biết trước là là nước nam việt đình trú phủ thờ các nơi bát loạn đó nhà thờ chữ an thì cái nơi đó là ông ba sẽ về chữ an thì bên đây đức thầy về như vậy thì à, khi đó là đã bế tắt cái chỗ nơi phủ thờ ba rồi thì cũng chờ cái lệnh cái trời là ông ba ngày trở lại rồi núi ông cấm đó thì đức thầy ngài cho biết á coi ai có chứa bầu nhiệt huyết dùng độ màu của giấc sinh linh nếu chờ sắp nổ văn thinh thì e ba tánh năng năng đã muộn nếu mình chờ tới đó thì nó sẽ muộn đi còn ngay lúc này thì chúng ta sẽ tu tu để rời chi để rồi chờ ngày về hội long qua mà cái đại hội long qua kỳ này là tiên phật đáo ta bà lừa lọc con lành diệt quỷ ma nếu mãi mê mang mùi tục lỵ thì linh hồn chìm đóng chốn nơi hà thì biết chừng nào chúng ta đã được cái thân người thì biết chừng nào chúng ta được sống cái còn được cái cơ duyên mà các ngày ăn xá tội được ở à, từ chỗ đó thì uh, có đại lễ 18 tháng 5 năm nay thì uh, cũng không còn bao nhiêu ngày nữa là chỉ có 15 ngày nữa thôi thì chúng ta đi vô cái mùa, hưởng cái mùa đại lễ lần thứ 82 ngày Đức thầy khai đạo thế mà trong cái thông bạch của ban sĩ trung ương thì bây giờ không gì khác hơn là không thể cực thực hiện cuộc lễ được là chúng ta chỉ ở tại gia cư sĩ rồi bông hoa rồi cầu nguyện tại nhà thôi chứ không phải tập trung vào cái cái nơi cái trung tâm cái là an quả tử là một trái tim của đạo là nơi là tổ đình là nơi đức thầy sinh trưởng thì chúng ta không còn qua đó được à, vì lẽ đó mà thầy nói là trong cái cuộc đời mà khi diễn tiến rồi đó là những gì nó xảy ra rồi đó là nó sẽ liên tục liên tục mà đức thầy cho biết rằng là, là cuộc thế giới chuyển qua như chóng một phiên nhân tình lắm mà nghe thì đức thầy đã báo trước rồi rồi thêm mới là mắt nhìn của các thẩm thê thì thầy đã nói rồi ở còn lại cái quãng đường thì như thế này đây thì chúng ta nên có một cái sự tỉnh ngộ và nên cái sự giác ngộ cho nó có sự tinh nghiêm và nhất là có một tình độ mà đức thầy cho biết á khuyên chúng sanh á niệm phật coi đời thì chúng ta chỉ niệm phật mới coi đời thôi còn nếu ta không niệm phật thì không thể coi đời được mà coi từ cái lúc nào thầy nói luôn à cái thầy nói thế này nè cái thầy nó ráng trì tâm Trì tâm là trì giữ ngay cái tâm chúng ta Tưởng niệm canh thâu Thì đến cái canh tí kỳ rồi là tất cả những công việc đó là Để cô đời đâu quý vị Cô dài tới đó Nằm đi đứng hai ngồi chẳng chấp Cuộc biến chuyển thiên cơ rất rấp Mà khuyên chúng sanh nó ráng tu hành Cầu linh hồn chưa được giáng sanh Đây chỉ rõ đừng đi nước bước Kỳ này đó là nó tới mà Là gấp mà rất gấp luôn Cầu linh hồn chưa được giáng sanh Thì nói chung đó là đến kỳ kỳ khi mà diễn tiến rồi đó Đức Thầy Ngài đã tiên tri rồi Ngài cho biết là Cuộc lung tung gối gấm trời Âu Nên còn ngại bước đường chở gót Tiếng riêng thang tai nghe thảnh thoát Trăm ngàn nhà bổn đảo ước mơ Con là cha con hỡi của ơ Thầy xa tới ngẩn ngơ thương mến Ngóng trong chờ dẫn thời đưa đến Đặng chung cùng một cuộc quỳnh tương Cây ngô đồng hướng dễ đụng xương cho chim phục mật tình xe múa Chúng ta phải chờ đợi Mà chờ đợi đến lúc mà Đức Thầy cho biết á, Chờ con đầy đủ nghĩa nhân ra tay tế độ dắt lần về ngôi Có ngày mở rộng quy khôi Non thằng gian chuyển khùng ngồi xứ phân Phải không? Thì Đức Thầy sẽ trở lại xứ phân Mà xứ phân kỳ này đó là xem chung cuộc à. Đức Thầy đó là ngày ra đời cũng vào mùa hạ Mà Đức Thầy sẽ biết là ta hạ bút Viết bài chung cuộc Ai rõ lòng con cút khỏi kêu Là con cút là con quất có gì kì kì con quất gọi hè chẳng lo gieo giống đậu mè bắp khoai mà để thành nó con cuốc là con quất kì kìa con cuốc gọi hè chẳng lo gieo giống đậu mè bắp khoai thi tả cảnh bồng lai tại thế mãi chẳng chờ e trễ kỳ thi thì muôn thu thiên định khắc kỳ hạ sắc lệnh khai kỳ long qua mà đêm cái năm canh ngày sâu khắc chỉ là có hai tiếng đồng hồ thôi thành thử ra đó là theo lời tiêu tri cuốn ba đó ông cho biết á là Thôi kỳ khi mà diễn tiến rồi đó Ông cho biết đó là sủ dằn đa bệnh lại còn đa binh tháng 3 mùng 9 sức binh người rằm sức tướng dạy linh phép màu Đến đâu đá nổ xuống chai nó cho già trẻ gái trai hay mừng Như vậy thì bây giờ đời cùng tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc lê kỳ năm non mà cùng tới cái gì Đức thầy cho biết đó là thiên địa u minh thiên là trời địa đất u là tối là là, là không có sáng là, là minh minh là không có sáng u là tối mà minh không có sáng Dĩ đậu tràng dĩ là sau này đó thập bát chư hầu lĩ há khang đạo đức tầm sâu sâu trận cạn đời cùng ly loạn khắp chư ban đã đến lúc cùng rồi mà đức thầy cho biết là còn một cuộc chiêu manh dành sẽ khắp hoàn cầu ở ra mọi nơi giờ xem châu ngọc chiều mới sao đời không sớm tách rời cõi mê để đến việc thảm thế thế thảm mất phàm trần tường làm bi ai cũng đồng cốt nhục hoài thay nên ta sức miệt mài dài khuyên Thơ với phủ thần tiên giang bút bởi cờ trời đã thúc bên lưng không tu chừng khổ cũng ưng Hành cánh, vị, tu hành gặp cảnh vui mừng tỏa thai kính thưa tổ thể vị chúng ta tu hành gặp cảnh vui mừng tổ thai đức phật thầy tây an ngài xuất hiện tại làng Tầm sơn thì ngay từ đó đó được cái mở cửa của chánh pháp của đức thích ca mâu ni từ phụ trở lại và kế đến là nào, nào là bổn sư sư giả bóng khoai phật trầm và gần nhất đây là đức thầy Kinh yêu chúng ta như vậy thì bây giờ nó là đã mở cửa nhiều giai đoạn mà chúng ta đó là chưa có hòa nhập vào trong cái cửa đạo được như vậy thì bây giờ nó là đạo mở cửa bài câu minh mục nước ma ha tế tất lòng phàm cõi trung ương luân chuyển phương nam mở hộ thánh cho người trung hiếu như vậy thì từ cái ngày mà trong cái phật thầy tây an ngài được khai mở phó hệ với sơn kỳ hương mùa thu kỷ dậu 1849 và từ chỗ đó mà đạo đã mở cửa Và bài câu minh mục những cái gì Mà thầy dạy bảo hôm nay Là minh là sáng Mà mục là con mắt để chúng ta sáng đi cho Thấy những cái việc đó là vô minh Trong cái phiền trượt Trong cái cảnh ta bà đau khổ Mà chúng ta đã lăn lộn trong cảnh ta bà này quá nhiều rồi Thử ra đạo mở cửa bài câu minh mục Mà nước ma ha tứ tắc lòng phàm Nhờ cái đạo này mà chúng ta mới tứ tắc được Cái lòng phàm Bỏ những cái sự giàu sang danh lợi rồi bỏ những sự đó là quyền quy quyền phú quý rồi bỏ những cái chuyện đó là danh vọng địa vị mà chúng ta chỉ khép mình vào khuôn khổ từ cái chỗ đó mà đức thầy đã đưa chúng cho chúng ta là chữ tập đề nó đào mở cửa để đem vào khuôn khổ người hiền thì trong cái khuôn và cái khổ bởi vì trong cái bài mà về cái pháp quy y đó cái thành nó quy y đầu phật là nương nhờ cửa phật và làm y theo là phật dạy Phật từ thiện cách nào ta phải từ thiện theo cách nấy Phật tu cách nào đáng đạo đắc đạo rồi giải ta ta cũng thề làm theo cách nấy thầy cảnh tỉnh điều gì chính đáng thì khá nhân lời kính thưa toàn thầy lưu vị giáo pháp của thầy là một cái khuôn là một cái mẫu những cái gì mà đẹp nhất đó người ta đưa lên cái mẫu những cái gì mà nói chung đó là làm cái khuôn mà đã quy định rồi thì không thể vượt cái khuôn được mà cái khuôn đó là nó có bốn góc mà bốn góc đây đó là chúng ta muốn đền đáp tứ đại trong ăn là nền đáp cho trại trồng ăn thì chúng ta sẽ tròn vẹn những cái chữ là, là, nhân đạo mà đó là cái tiến bước trên con đường đó là chúng ta lên tiên đạo cho Phật đạo bởi vì nghĩa là làm tròn nhân đạo phải giữ dạng tứ ăn nhưng trước hết phải tránh tam dịp và trừ thập ác thì chúng ta làm tròn cái pháp tứ ăn rồi và chúng ta trừ tập ác và bắt chúng uh, chánh đạo thì chúng ta sẽ rốt ráo đến cái chỗ là là giải thoát và ăn vui vì vậy thì giờ chữ tập đề nó đào mở cửa đây đem vào khuôn khổ người hiền mà chúng ta có cái khuôn có cái khổ thì chúng ta không thể vượt ngoài cái khuôn khổ được bây giờ quý vị nên xét nghĩ rằng là đức thầy kính yêu chúng ta ngài từ khi mà đức thích ca mâu ni từ phụ ngài đã đắc đạo ngay từ lúc đó nên ngài không thể rời khuôn không thể rời, rời cái mẫu được bởi vì cái khuôn mẫu mà đức thích ca mâu ni từ phụ ngài đã lìa đền vàng địa ngọc và ngài tu để hành chứng đạo đó và ngài thuyết pháp 49 năm ở ấn độ đó thì đó là một cái khuôn là một cái mẫu nên lưu truyền đã mấy ngàn năm rồi quý vị bốn mấy ngàn năm mà đức thầy chúng ta cũng không rời cái khuôn cái mẫu đó cũng vẫn giữ là trơn truyền đức thích ca mâu ni từ phụ hoài nên vì cái lối đó mà đức thầy cho biết đó là trong cái lời mà thầy dạy ngài bảo hôm nay đó là rút trong các lực các kinh tùy lòng không ép làm in giảng này như vậy thì bây giờ đó là giảng kinh độc tụng chiều mai nghĩa là cái kinh ngày xưa là từ cái tiếng phạn mà đức thầy hôm nay đã giảng ra cái tiếng quốc ngữ chúng ta hết thì thử ra giảng kinh độc tụng nhà sư thì người ta tụng mà mình nên đọc cũng gọi là tụng giảng kinh đọc, đọc, tụng chiều mai làm theo lời chỉ ngày rày gặp ta cái lời chỉ là cái lời dạy bảo mà cái lời dạy bảo thì đức thầy đã ra đời dạy đạo là chỉ có 7 năm 10 tháng 7 ngày thời gian mặt thế mà đức thầy đó là ngày dạy bảo quá đầy đủ rồi nghĩa là bao nhiêu là lời dạy bảo của thầy thì bao nhiêu tâm não góp tôm dặn dò kỹ lưỡng trăm nôm khóc cùng hay là giảng này ra cuối mùa thu dạy ăn dạy ở chữ tu vuông tròn thì không còn thiếu gì mà chúng ta phải phải lặn lội đi tìm đâu cho nó, nó sai lệch đi những cái lời là trơn truyền của Đức Phật à, vì, vì lẽ đó mà hôm nay cái thầy đã canh tăng với điều lại nếu mà hiện tại hôm nay chúng ta còn hành kinh được còn đúng theo cái thời kỳ được thì Đức Thích Ca Mâu Ni Tự phụ đó ngài không có ra sắc lệnh cho Đức thầy dạy đạo và làm gì đâu nên Đức thầy cho biết là ta thừa dưng sắc lệnh Thế Tôn khắp hạ giới truyền khai đạo pháp nghĩa là ngài có một cái sứ mạng lớn lao là từ cái dân lệnh của đức thích ca mâu ni Tự phụ là để truyền dạy cho chúng ta hôm nay là hiệu lão sĩ ra đời thực tế đem lời vàng dạy dỗ dương trần còn qua những cái xác lệnh mà của phật a di đà đó đức thầy cho biết đó là muốn tu tỉnh Nai đà gặp cuộc đức di đà truyền mở đạo lành bởi vì ngài thương xót chúng sanh ra xác lệnh bảo ta truyền dạy nên khổ lao khùng không có nại miễn cho đời hiểu đặng đạo màu Ai muốn tầm đạo cả cao sâu thì phải dẹp tính tình ích kỷ Mau trở lại đừng theo tà quỷ tham sân si Chứ để trong lòng phải giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi trong dòng bệnh khổ Là từ cái tham sân si nhân ngã này Mà trong cái cái con đường mà chúng ta đã lăn lộn trong cảnh ta bà này chúng ta chưa có thoát ly được Chưa thoát ly được cái dòng đau khổ đó Mà lòng của các ngài là các chư Phật không khi nào rảnh tâm từ bi dân nhớ chúng sanh hiện hào quang ngũ sắc hiện lành đang tìm kiếm những người hiền đức kẻ tâm trí mau mau tỉnh thức kiếm đạo màu đừng có hưởng nhờ mà chúng ta đi vào một con đường đạo màu là tốt đẹp thì chúng ta đã vào khuôn khổ thì trong cái vào khuôn khổ đó thì sau này chúng ta sẽ làm tiên là phật làm thánh và chúng ta vượt qua cái biển mê sông khổ và uh, thoát đi trong cái dòng lục đạo luân hồi như vậy thì bây giờ đó là chữ tập đề nó đào mở cửa để đem vào khuôn khổ người hiền mà ráng cực lòng ở đây đức thầy đó ngày xưa đức phật thích ca mâu ni ngày cực thể xác rồi ngày cực gì trí vì lòng bị gì đó là ngày vô trong rừng ngày ngồi đó là phơi nắng dầm sương dễ mưa dễ nắng gì biết bao nhiêu sự gian khổ rồi bây giờ chúng ta ở tại gia cư sĩ thì đức thầy đã canh tăng giáo điều và đưa cái tam bảo về nhà cho chúng ta mỗi người có kho tàng pháp bảo đây là cái giáo pháp trân trọng trơn truyền của đức thích ca mâu ni thực phụ là chúng ta được đem đến nhà rồi chúng ta sống đây cái cảnh đời là nó quá uh, sung sướng rồi vật chất gì nó quá đầy đủ rồi thành thử đã là trên có phật trời sâu việt thế mà dưới đầy cơm áo lão gì ôi chúng ta khỏi phải cần về cực sát thân nữa bởi vì bây giờ nó là đến lúc văn minh này nó nó quá chiều chuộng chúng ta rồi nào là máy bay có nào là xe hơi có nào là uh, tàu bè có rồi nào là um, phi thuyền lên cung trăng có rồi bây giờ nghĩa là nói về cái cái khoa học thế giới bây giờ nó quá hiện đại đi chúng ta muốn đây đi Mỹ, Canada, nước úc gì thì lên máy bay chỉ yêu cầu dài thế đồng hồ chúng ta đã có tới bển rồi, rồi bây giờ đi trong nước cũng vậy chúng ta lên chút xíu là chúng ta tới ngoài rồi rồi là tàu xe cộ rồi tàu bè rồi tàu quả rồi chúng ta nó quá sức là phải nói là sung sướng rồi rồi ở tại gia đình cũng vậy chúng ta muốn cần cái gì đó là cũng được cái sự an ủi của bề trên là cho chúng ta nó quá hưởng đầy đủ rồi chúng ta không cần gì cái thăng nữa mà, mà chúng ta phải có cái cực lòng Bây giờ nếu mà chúng ta mà nương theo cảnh đời đó là quá sung sướng được quên đạo ngỡ à. Bởi vì con người mà sung sướng quá rồi không quên cái sự sanh tử, không quên được cái không quên đến cái sự chỗ chết. Rồi không là quên đi đến cái, ngày tận diệt mà mình đấy là nhờ cái sự ăn xá. Ăn xá của bề trên đó là kỳ xá tội nay còn một lúc sau chẳng tu đừng có hưởng nhờ. Gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ trồng bóng kiển giống chi hưởng nấy nghĩa là chúng ta trồng bông kiển chi thì hưởng nấy thì chúng qua quần đã qua mà đậu quần đất đậu nếu chúng ta trồng cái cam thì hưởng quả ngọt mà trồng cái ớt thì hưởng quả cay từ cái chỗ đó thì bây giờ chúng ta phải rất cực lòng mà trong cái cực lòng này đó thì bây giờ đó là trong đó có lục căng và nhiễm lục trần bây giờ chúng tôi xin đọc lại một cái lục căng nó nhiễm lục trần của quý nha thấy sắc thường hai bằng biểu tai ưa nghe những điều âm thân mắt với cha tai đều chọn đẹp xinh còn lỗ mũi ưa mùi im dịu đồ thơm thò nó nó chiều trốn xa hương hai lết lại gần lưỡi ưa ngon là chuyện ăn cần đồ ngọt béo nó ưa nó mến thằng tham sương muốn tiền của đến đặng ăn xài cho phải tấm tình ý thì sửa sắc soi hình với chức phận cho cao cho quy sao đường ấy ở trong tâm trí ta mau mau giấc nó cho rồi nếu tỉnh tâm nào có mấy hồi mượn trí đạo đuổi rằng khỏi xác dứt được nó ấy là giải thoát thì xa trần mời khỏi đò đài cả tiếng kêu những kẻ trí tài hãy yên lặng bình tâm suy nghĩ ngày... à, thưa quý vị thấy rằng trong cái luật căn mà nhiễm lục trần thì chúng ta chỉ cực lòng thôi bây giờ chúng ta hưởng thụ cảnh đời này, nó quá sung sướng rồi mà nếu đã quá sung sướng rồi thì chúng ta hay quên đậu ngỡ lắm chúng ta không quên rằng cái những ngày đó là tàn diệt mà nếu khoa học nó giỏi chừng nào thì chúng ta đó là cái bệnh nó sẽ phát triển mạnh chừng đấy bây giờ quý vị thấy bây giờ hồi xưa đó mình lâu lắm mình mới nghe một cái người đi mổ bệnh rồi một cái người đau thế mà bây giờ trong cái cái bệnh mà từ thành phố hồ chí minh rồi tất cả bệnh viện lớn rồi từ các tỉnh mà bệnh bây giờ không cụ tả nổi mà đức thầy cho biết là đau nhiều chứng dị kỳ khó kể chứ dị là khác chứ kỳ là lạ mà cái bệnh này bác sĩ tìm chưa xong thì đến cái bệnh khác rồi sắp sắp từ đây lao khổ đến cùng kẻ dương gian có nỗi thung dung mà người bảo ác không toàn tính mạng kể là từ cái gác của năm tí này đổ gì lên thì chúng ta dướng vào đại quả nghĩa là nó sắp từ đây lên lao khổ đến cùng một cái gì à kẻ dương gian có nỗi thương dung thì dương gian là cảnh thế gian này đó thì người bỏ ác không tồn tới mạng thì bây giờ lây lấy lên thì chỉ có lần là à, tích đức chờ ta trốn hẹn hò hoặc là cứu lương hiền chẳng cứu người hung kẻ gian ác đến sau thu diệt như vậy thì bây giờ đức thật đó Ngài ra đời là ngày cứu lương hiền chứ không có cứu người hung được à, thứ hai nữa là khi mà chúng ta được giác ngộ chân lý đó thì à, đức thầy là là ngày cho biết đó là trong cái thời kỳ khi mà diễn tiến sắp tới rồi đó thì trong cái hoàn cảnh mà đưa đến cái chuyện khổ rồi đó thì người hung chế đất thật thay à. <laughs> người hung chế đất thật thay dòm xem bắt thảm ngày rài cho dân mấy người còn được sát thân thì là đài ngọc cát lăng dựa kề thương trần ta cũng ráng thề để cho bá tánh liệu bề tu thân tu hành chẳng được đức ăn thì ta chẳng phải sát thân người đời ông phật mà ông ra đời ông dạy đà bảo trong cái đạo đức cho mình hôm nay đó là ông thề chúng ta luôn mà như vậy thì chúng ta không còn tin gì nữa ra khuyên dân hẹn có sơn binh diều bá tánh hứa câu thể hải luôn luôn lúc nào lòng đại nguyện nghĩa là đại từ đại bi của các ngài muốn cứu độ chúng ta là chắc sanh chúng lìa nơi sông mê khổ cõi trần thế biết bao điều ái ố hơn cùng thua nhớ mắt cũng ra ma lúc sống sanh tìm lấy cuộc nhân hòa chữ thượng thảo hay hơn là tranh đấu là muốn cho dân hiểu đạo màu chứ không có muốn chùa lầu cho cao nghĩa là ngài vì đại nguyện lớn lao mà kiếp này đến kiếp khác đến kiếp khác đến kiếp khác ngài cũng hòa nhập chúng ta hoài rồi độ chúng ta hoài mà đức thầy chỉ biết là bể trần sống cuộn lao sao sông thiền bát nhã lướt vào một khoen quảng chi lượt uh, lực kém tài hèn dầu đời bạc đãi ngọn đèn cứ nêu biết bao nhiêu những cái việc là ngài vì thương chúng sanh mà ra đời dễ bảo rồi người ta đó là chê đó là ngài đó là khùng điên rồi pháp nó đưa ngài vô chuồng cọp rồi cho ngài uống nước xít rồi phải dời đây mai đó hoài mà vì cái lòng đại từ đại bi của ngài mà phải nguyện là à, cứu độ chúng ta hoài đó quý vị thành thử ra đó là luôn luôn lòng của ngài lúc nào là chốn liên đài bắt ngát mùi hương nhờ chú ấy mới thi công đức dạy con cả nào đâu thân cực tiếng làm thầy với nặng đôi dai vì khó khăn lắm lúc khôi hài ấy cũng bởi thời lai ông tạo ông nhờ quả cho người hành đạo lúc nguy nàng có thối chí cùng chăng nếu bền lòng dị quả co thân khỏi chật giả bỏ lăng phật thánh chốn phật đường ráng trao đức hạnh phải bền lòng mới rảnh trần ai về cao siêu Phật pháp còn dài mà ráng kiếm chữ không không mà có tất cả cả đời thì chúng ta lại phải tìm lại con số không chứ còn tất cả tìm cái có này là điều hoàn toàn là cái không hết nên vừa qua rồi chúng tôi có đi trên cái thiên công sơn tôi cũng có nói cái đề là trong cái bài tĩnh bạn nhận gian chúng tôi khối phần nói là phần đó tiếp theo là chúng tôi chỉ sơ lược và nhắc nhở trong cái pháp tứ đế của đức Phật Ca Ni mà Đức thầy nhắc lại hôm nay mà thôi tới ra ráng cực lòng một bước đầu tiên thì chúng ta phải ráng cực lòng mới được Chứ còn bây giờ mà trong kinh nói là nhân thân năng đắc Phật pháp năng dân thân người có được Phật pháp có nghe hôm nay chúng ta được thân người được nghe Phật pháp mà cái thời kỳ này là ăn xá nó hết rồi thì chờ đợi chúng ta là là 81 năm đó là là khai đạo rồi thành thử đã là sẽ trễ ạ à. từ cái năm tí này đổ lên là chính chúng ta không tu nữa ha là đến lúc là bị tặng diệt đó bởi vì không tu chừng khổ cũng ưng mà tu hành gặp cảnh vui mừng tổ thai như vậy thì bây giờ ráng cực lòng một bước đầu tiên đầu tiên sao mới được làm nên phật thánh về thượng giới đó cổ tiên mới bảnh cho cảnh ta bà này đó là không có bảnh được đâu mà đức thầy cho biết là sớm về có phật an thăng kẻo kiếp phong trần dài gió dạng xương ở cảnh đời này thân tứ đại chúng ta đó là đất nước lửa khí tạo thành sớm muộn gì tránh khỏi ngày tan rã những cái xanh cái lão cái bệnh cái tử được đặt lên cuộc đời của người này đến cuộc đời người khác rồi đến người khác nữa nghĩa là tất cả nhân loại không thiếu số một ai hay là ngài còn cho biết thêm rồi mòn lần đến lúc lâm chung giả cõi tạm theo đường tội phước kính thưa quý vị cuối cùng rồi chúng ta phải giả cõi tạm thôi bởi vì cái cõi tạm là mượn mà cái giả là không có thiệt từ chỗ đó thì bây giờ đó là đức thầy mới kêu chúng ta là về thượng giới đó có tim mới bảnh bởi vì đến chỗ đó là bắt sanh bắt diệt rồi bởi vì đến qua bảnh rồi thì đường sinh mạng phật ta đồng thọ tánh an nhiên bất diệt đường tồn tử thần kia đâu dám giác hồn thoát lưng chuyển khỏi mang khổ tử cuộc y thực muốn chi đủ thứ không nhọc nhằn lo diệt sinh nhai chí yên nhàng nhìn cảnh phật đài khổ quả khổ mũ cầu bất đắc nếu mà chúng ta không mong muốn gì là không được mong muốn gì cũng là điều được hết nghĩa là về cái cảnh giới bệnh rồi thì mới bảnh bởi vì đó là cảnh đời này là cái cảnh đời khổ mà nơi đây là cái cảnh ao tù mà các ngài còn cho biết là cảnh thế gian Dường thể chốn lao tù trong biển khổ mấy ai mà thoát đặng nơi cửa thánh thì ôi người cạn quanh vắng mà chốn nhà ma chen chút quá thêm đông biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc chỉ có cái đạo là mới đưa vào con đường hạnh phúc thôi chứ còn bây giờ tất cả cái đời thì người ta đang tìm hạnh phúc đó ta đang tìm hạnh phúc đó bây giờ ta tìm hạnh phúc là xây nhà lầu rồi kiếm vợ đẹp rồi là tiền của nguy hoa, rồi ngọc ngà châu báu thế mà cũng không có hưởng thụ được gì bây giờ quý vị nghe cái uh, trên clip rồi ở trên đài nói là cũng như cái uh, cái cà phê mà trung nguyên đó vợ chồng giàu gì mà tiền bạc tốt đỉnh luôn mà thế rồi thì vợ chồng chia tay thì nghĩa là trung nguyên đó là người chồng đó là có tiền để làm gì thì đó có tài hạnh phúc được đâu nó chỉ có cái đạo nó mới đưa vào con người hạnh phúc mà thôi vì thì về về thượng giới của tiên mới bảnh đến việc đề ra trừ dục vật xưa cõi hồng trần các việc mến ưa sự giả tạm cho nên trước bỏ bây giờ đức thầy nói cõi hồng trần bây giờ cái chữ hồng đó là đỏ mà tất cả cảnh đời nữa là, là, là nhiều cái cái chuyện mến ưa lắm mà chúng ta dừng chứ không dừng là là chúng cho dướng vào bản đỏ hết mà vừa qua chúng tôi đi núi có nói là về cái bản là là bản đỏ đó thì bây giờ đó là ta cõi hồng trần các việc bến ưa thì cái hồng trần là cái màu đỏ mà cái màu đỏ là cái màu gì cái màu đỏ là cái màu đó là kêu chúng ta phải dừng và cái màu màu nguy hiểm thường thường là người ta đi lên xe đó là chữ tập đỏ xe cung cấp rồi đến ngã ba ngã tư cái đèn đỏ là phải dừng dừng hết để chi nghĩa là tất cả cảnh đời này thì các việc bến đưa trong là một việc đâu từ xe tàu bè tiền bạc ngọc ngà châu báu mà cái đó cũng là cái cái chúng ta đâu đem sao được là chỉ có cái đạo đức mới tồn tại thôi nên đức thầy cho biết là bây giờ đạo đức chẳng màng rồi sao dẫu có tiền ngàn khó mua bây giờ nếu chúng ta không có theo đạo đức đó sau này không có tiền mua bạc tỷ nào mà mua được cái công đức niệm phật hết nếu có tiền mua được quả vị phật thì đức thích ca mâu ni từ phụ ngài không xuất gia làm gì đâu nên ngài mới xuất gia là mình vàng thái tử ngôi còn bỏ dốc ngọc đông cung phế tước liền xem đó hỏi người mau lập chí tu hành khá giới giữ cho nguyên nên chỉ ở đó mà trên cái cảnh hồng trần này Là các vị bến ưa mà sự giả tạm Cho nó rứt bỏ Phải rứt bỏ mà được Còn nếu mà không rứt bỏ là chúng ta không thể được Nên đức thầy lòng của ngài là luôn lúc nào là xúc động tâm hoài gọi chúng sanh Thoát ly cảnh tục sớm tu hành Giác thiền đến bến đưa người thế Chớ đấm hồng trần nẻo lợi danh Cũng hồng trần nữa Mà những cái gì mà thầy dùng chữ hồng Là chữ đỏ Đều là một cái việc đó là chúng ta phải dừng ngay đó hết để rồi có một cái sự lập thân nuôi trí đang chờ ngày kiếm Phật trời như vậy thì cõi hồng trần các vị bánh ưa sự giả tạm ta nên sức bỏ muốn tâm tánh ngày kia sáng tỏ thì khổ đề phải chịu nhọc nhằn bây giờ đó là chúng ta phải chịu nhằn mà thường thường đức thầy mới đưa cho chúng ta tập tu đó cái người tại gia cư sĩ thì chúng ta cái công nguyện thứ năm đó là nam mô phật tổ phật thầy từ bi xá tội đệ tử tiêu tai tịnh sự trí huệ thông minh với đất đạo quả Nếu chúng ta muốn vào cái khuôn khổ Muốn diệt cái việc đó là cõi hồng trần các gì bến đưa Thì chúng ta phải có trí tuệ Mà trí tuệ này mới đến chút mới lúc là thông minh rồi mới đến lúc là đắc đạo quả được Chứ còn mà chúng ta không có trí tuệ rồi không có thông minh Thì không thể đắc đạo quả được Bởi vì cái người tu đó là phải có cái trí tuệ Phải sự sáng suốt, phải có sự nhận định Phải đâu hiểu rõ ràng Cũng như thờ Phật cũng vậy cái thầy nói uh, cũng đừng thấy ai lập bàn thờ Phật rồi chúng ta cũng vội gì giả lập bàn thờ Phật cũng đừng thấy ai mối theo mối đạo nào đông đảo rồi chúng ta dỗ vàng theo đầu ấy mà lúc ấy chúng ta chưa hiểu giáo lý ấy như thế nào và chúng ta thờ Phật cũng chưa hiểu ông Phật cái ấy thế nào nếu tu như thế thờ Phật như thế thì tỏ ra cho thiên hạ thấy rõ tâm mê tính bấy nhiêu đó cũng là cái đích cho người vô đạo nhắm đó mà bài bác nhạo chê hay quỷ bán giờ cũng rất uổng công trình thành kính lễ bái của ta vậy nên chị gì, gì đó, mà chúng ta quy đọc Phật là nương nhờ có Phật cho làm y theo lời Phật dạy Phật từ thiện cách nào ta phải từ thiện ta cách nấy Phật tu cách nào đắc đạo thì dạy ta ta cũng làm theo cách nấy thầy cảnh tỉnh điều gì chính đáng thì khá dân lời và chúng ta thờ ba cô thờ quý báo rồi mà đức thầy nói đó nếu chúng ta đem đức tin cống hiến vào một chỗ yếu hèn hay một con thầy mê dốt thì rất có hại cho đời mạng của ta mặc dầu đạo của ta thờ được một đạo rất chính đáng và đồng thời đức tin và lòng trí lành phải cho đi cập luôn luôn bởi vì đức tin đó là trinh tin về thần quyền và lòng lành đó là à, chúng ta hiểu được cái chân lý để Phật pháp vì vậy thì hai cái này đó chúng chúng ta trí và tâm để rồi đó là lấy trí là chúng ta quan sát mọi việc lấy tâm mà chủ trì mọi việc thì sắp đưa cho tâm trì được như thế ta học đạo mới mau thành công đó quả kính thưa toàn thể quý vị nên đức thầy mới đưa ra các phương pháp là cõi hồng trần các việc bánh ưa sự giả tạm ta nên rước bỏ muốn tâm tánh ngày kia sáng tỏ thì khổ đề phải chịu nhọc nhằn muốn mà tâm tính chúng ta sáng tỏ thì chúng ta phải chịu nhọc nhằn chứ còn bây giờ bây giờ quý vị thấy cái người học sinh á bây giờ ta vào trường mà người ta học đó là muốn cái thành kỹ sư kỹ sư đó là bác sĩ rồi đó là những cái việc đó là trên cái bác học của thế giới đó người ta phải cực khổ cực khổ gian nan lắm thì nói chung đó là ta mới sáng tỏ được sáng tỏ ta mới chế biến đó là từ cái uh, vi tính rồi từ cái uh, cái điện tử rồi từ cái máy bay từ cái tàu bè thì bây giờ là muốn tâm tính Người kia sáng tỏ thì khổ đề thì qua những cái sự đó là hồi từ mà khi lớn lên người ta cấp sách vào trường đó là phải đó là thức khuya vậy sớm rồi phải hai một ngày vậy là hai lần đến trường rồi học hành rồi phải lên đại học rồi đến lên đó là để rồi chúng ta đó là thi đại học rồi qua là bên cái cái sự đó là kỹ sư rồi đi kiến trúc rồi bây giờ ta mới thành cái người giỏi được thành thử ra đó là trong cái việc mà đạo pháp cũng bị vậy gì đó thành thử ra về thiện giới của thi bánh đến việc đề trừ dục vật xưa cõi hồng trần cái việc bên ưa sự giả tạm thế nên rước bỏ thì muốn tâm tánh ngày kia sáng tỏ thì khổ đề phải chịu trong nhân chúng ta muốn làm ông tiên ông phật gì đó là chúng ta mới có sự nhập nhằn mới gian nan mới khổ sở được chứ không phải đương không mà thành phật được thì uh, trên cái việc đời đó thì chúng ta phải nên suy nghĩ rằng là chúng ta có hy sinh đó thì chúng ta mới hưởng được còn không hy sinh thì không thể hưởng được và chúng ta mới cực lòng được thì chúng ta mới hưởng quả vị được rồi chúng ta mới diệt những sự mê nhiễm của trong trần này mê diệt những sự, mê diệt những sự sung sướng và ham muốn chúng ta mới thành chánh quả được từ cái chỗ mà đó mà đến việc đề trừ dục vật xưa cõi hồng trần các việc mới đưa sự giả tạm ta nên rước bỏ muốn tâm tánh ngày kia sáng tỏ thì khổ đề phải chịu dòng nhằn lọc dùng tu thì phải thực thành chứ đừng có ham điều sung sướng nghĩa là đức phật tổ nào đâu hẹp lượng đức thích ca mâu ni ngày xưa cũng vậy ngài cũng đâu có hẹp lượng đâu thế mà ngài đó là chịu dòng nhằn mới khó rõ đâu đây thì đó là ngài chịu bao nhiêu sự gian khổ thì đó ngài trong sống trong cái đền vàng địa ngọc thế mà ngài xin vua cha để ngài để rồi là đi vào bốn cửa thành. Thì à, lúc bây giờ là ngài được cái sự đó là nàng vua gia được chọn kết hôn rồi, lúc còn ngài còn thế tử đó thì xin vua cha đi vào bốn cửa thành. Thì ngài thấy một người già, một người bệnh, một người chết. Rồi à, ngài hỏi xe nặc rồi ta có vậy không? Thì xe nặc bảo là rồi đấy thế tử cũng già rồi cũng bệnh rồi cũng chết thì ông sĩ được ta mới nói rằng thôi còn gì để mà chúng ta ta đi du ngoạn thôi về trở về đền thành thành nội thì khi mà trở về cái thành tỳ lá vệ đó và ngài bằng cái đồ của thái tử đó nên trong cái lời văn mà của đức thầy mà ngài nhắc lại cái lời thích ca mâu ni đó là lúc mà ngài đã đi xuất gia đó thì ngài nhắc đó là liền hoài xe rồi trở lại rồi lai trào xin dương phụ lánh xa mùi thế ngài dùng văn điệp văn mà răng văn rất hay liền hoài xe rồi trở lại lai trào mà điệp văn mà văn rất hay à, xin vương phủ lên sao một thế thì lúc giờ ngày xin vua cha để xuất gia tầm đạo thì à, vua tình phạn dương mới nói với ông sĩ được ta là thôi bây giờ cha ngồi lũng sàn cha ngồi không vững thôi giờ con ở lại đây để à, con nói với cái nghiệp vua cha rồi sau này đó là à, con già con đi tu thì nó cũng không buồn gì thì à, ông sĩ được ta mới xin vua cha ba điều cái điều thứ nhất á, là cha cho con trẻ hoài được có già thì vua Thịnh phạm dương ngài mới nói với là ông sĩ được ta nói tàn ơi cha ngồi lông sàng cha ngồi không dưỡng làm sao cha cho con điều đó thì xin điều khác đó con điều thứ hai là cha cho con mạnh hoài đừng có đau thì vua tịnh phạm dương ngài cũng bất lực điều thứ ba đó là cha cho con sống hoài đừng có chết thì ba điều này là vua Thịnh phạm dương ngài bất lực thế mà ngài lúc đó là ngài mới 19 tuổi thôi ngài thổ ấy nên 19 tuổi tâm đại hùng cương quyết tu trì trải bao phen lao khổ siết chi sau ngày đến rạch niêu liên thiền thấy cỏ qua cảnh bắt tham thiền ngồi của hạnh sáu năm bên ấy là ngồi của hạnh tới sáu năm bên ấy là đạo gần đất ma dương thay khoái dùng thần thông nghệ lực dẹp toan ấy mới vừa đất đạo hoàn toàn và là bước phô trương độ chúng là chúng tôi muốn nhắc lại cái đoạn đó là khi ngài đắc đạo rồi thì ngài nói pháp tứ đế độ đời trước hơn các pháp và chỉ con đường trung đạo cho người theo như vậy thì giờ là đức phật tổ nào đó hẹp lượng chịu nhọc nhằn mới rõ đầu đề thấy một đàn, một đàn thăng bắn mà mê thì ôi chừng đó mới là màu nhiệm Thấy một đàn thẳng bản là cái gì quý vị khi chúng ta đi sâu vào chân lý rồi chúng ta thấy mấy màu nhiệm mới thấy là những điều quý báu thấy những điều huy ho và thấy những cái điều đó là cái điều để là cứu cánh an vui cho chúng ta là trong cái kiếp này là kiếp cuối cùng của hạ quân hạ rồi mà đức thầy chỉ biết là kỳ xá tội nó còn một lúc sao chẳng tu đừng có hưởng nhờ Nói là trong một cái kiếp chót này mà nếu chúng ta chịu tu rồi thì giải trừ bao nhiêu lượng kiếp khác chúng ta được giảng sanh ba bệnh rồi thì tìm ở chỗ bất sanh bao việc như vậy thì ráng cực lòng một bước đầu tiên sau mới được làm nên phật thánh về thượng giới Của tiên mới bản đến việc đề trị dục vật xưa và cuối cùng đến chỗ là đức thích ca mâu ni từ phủ là à, đức Phật tổ nào đâu hẹp lượng chịu nhọc nhằn mới rõ đạo đề thấy một đàn thật bắn mà mê thì ô chừng đó mới là mạo nhiệm mùi đạo diệu chúng dân ráng kiếm mà trễ thời kỳ rất khó gặp đăng ta cái mùi đạo đó là nó thơm tho nó bát ngát lắm và nó thâm sâu quyền diệu lắm mà chúng ta không kiếm được ở đồ thì trễ thời kỳ bây giờ một đó là vô thường mà cái vô thường đó là thăng tứ đại chúng ta đó là để ma bệnh theo hờ bén gót thần thần chết kia ôm hốt bên mình biết bao nhiêu người rồi người ta lang thang đầu đường xóa chợ rồi nằm quằn quại trên giường bệnh kẻ cưa là tay cưa chân rồi đó là mổ xẻ rồi nghĩa là hàng ngày vậy là bệnh rên la rồi biết bao nhiêu sự gian khổ đuôi cùi bãi sụ gì biết bao nhiêu sự gian khổ thế mà chúng ta còn đầy đủ căn là quá sức quá sức đầy đủ rồi thử ra đó là chúng ta phải có cái việc hướng về con đường đạo nghĩa là chúng ta phải đi đó là một con đường chánh đáng rồi thì chúng ta mới thấy là là màu nhiệm thì à, nếu mà mùi độ diệu này mà từ ngày thầy cái đạo đến nay mà chúng ta chưa giác ngộ được thì trễ thời kỳ bây giờ chúng tôi xin phân tách thêm cái trễ thời kỳ tại lý do sau là trễ thời kỳ Nghĩa là ông Sĩ đặt Ta ngày xưa khi dân xuất gia đó là lúc 19 tuổi thì kể cả dân du trong mối đồ tà và ngày ngồi trịch đi liên thiền là 12 năm. Lúc ngày đắc đạo là 3, 31 tuổi và ngày nhập Đức Bàn là 80 tuổi. Như vậy thì bây giờ đó là Đức Thầy Chính Yêu chúng ta hôm nay là lễ kỷ niệm lần thứ 81 chứ còn có 80 năm thôi. Thì bây giờ đó là từ cái năm tí này đổ lên là đã trễ đâu quý vị. Trễ thời kỳ đó. Bị không còn núi dưỡng nữa. Ta dừng tay chờ đợi lệnh thiên Đức Ngọc Đế sự phân cho chúng như vậy thì bây giờ là từ cái tí này đổ gì lên gọi là đau nhiều chứng dị kỳ khó kể mà sắp từ đây lao khổ đến cùng kẻ dương gian có nổi thung dung người bạo ác không toàn thánh mạng nghĩa là từ cái năm tí này đổ gì lên đó là đến cái ngày cùng cuối luôn đến cái ngày đó là đức thầy trở lại luôn thì đến lúc đó là thầy cho biết là kẻ tài gian sẽ bị lửa thiêu người tu niệm sống đời thượng cổ thì bây giờ nghĩa là trên thế giới ví dụ quý vị thấy à, ở nơi Ấn Độ Ấn Độ là một tỷ ba dân đó thua Trung Quốc đó là không có bao nhiêu nhưng mà thế rồi đó là nơi cái sông Hằng rồi bệnh bây giờ đó là thiêu gì không có còn củi nào mà thiêu nổi tả nó cái bệnh đó biết bao nhiêu bệnh rồi bây giờ thiêu xương xương được quăng xuống sông Hằng đó rồi bây giờ chết vậy là biết bao nhiêu nữa rồi bây giờ trong thân nhân rồi mấy người lớn tuổi ông bà cha mẹ gì để ngồi ngoài đường gốc cây gì, thế mà cũng không lợi gần được Thành thử ra đó là cái giờ đó là cái giờ phải nói rằng là à, Trong cái việc mà chồng, vợ, cha, con, tình, nghĩa, phu thê gì Câu quân thần phụ thưởng ra rời luôn Từ cái chỗ đó mà chúng ta thấy rằng là Là trễ thời kỳ đã hết rồi Thì từ đây đến lúc là chúng ta thấy rằng là Để thầy cho biết là đời cùng còn chẳng mấy năm Khóc trong các nước thay nằm bằng non Không phải mà vì cái bệnh không đâu Bây giờ đó ngoài cái bệnh rồi Rồi đây sắp đến cái đói nữa mà đức thầy chỉ biết là no chiều rồi lại đối mai dương trần sắp dướng bệnh trời từ đây nghĩa là không phải mà tự nhiên mà bây giờ chúng ta bệnh mà trong phát sinh từ cái bệnh mà thân thể ra đó thì chúng ta dễ trị lắm nhưng mà đây bệnh trời bên trời quý vị biết rằng là năm 1945 đó thì Mỹ nó bỏ có hai cái bom đồng minh bên Nhật thôi thế mà ngày 145 đã ở đây chết vì tả chôn kịp rồi à, ông số Lư ông có kể lại đó là cái lúc đó đó là ông tổ chức vậy là mấy chục người đi chôn rồi mấy chục người đi cạo gió thế mà trong cái việc đào lỗ mà chưa xong thì điện ra nó đào lỗ nó đi rồi đào lỗ đi đào hoài đào viết tới đấy. 12 giờ khuya nằm cũng còn dẫn chôn người hoài đương mạnh vậy đó đương mạnh người ta thế mà đang ối cái trên miệng ra rồi đi cầu cái rồi thì nhân da chết rồi cạo gió cũng vậy cạo rồi cái đùng da là chết đùng da cái chết thành thử ra là ông đi như vậy là lúc đó là ngày 145 đó thì khoảng cái chừng 11 giờ khuya quá mệt ông về ông về ông mới nằm vừa nằm xuống thôi thì ông thấy một cái đội binh ở ngoài đường đi rất là là, là đông ông nào ông nói dò cẳng bự lắm mà cao dình vàng lắm có một cái ông kế là ông cầm sổ sách à, hỏi gì chứ tới nhà ông lư chưa cái ông nói tờ chắc ch 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 tới mình nữa quá thì mới dở cái cái sách ra thì sổ sách ra thì cái ông kia ông nói dạ cái ông này cố ý thì với phật rồi cố ý tao bảo rồi nó thôi gì tha ông đi rồi có qua nhà kế đó coi qua nhà kế đó rồi thì người ta la cái ớ rồi là đi quý vị Thành thử ra đó là ông ba chỉ biết là vật tầng có chỗ đó vật thổ có nơi Mà loạn động binh trời không phương nào chốn Đây là cái cái bệnh trời đợi cho không nói gì à, Kể cả Việt Nam chúng ta bây giờ đang cái bệnh đó là dịch cúm là corona này bây giờ nó đang biến thể Biến thể thì nó đang vào cộng đồng rồi thì bây giờ đó là Chúng ta sau này đó là bây giờ còn số điếm được chứ sau này không còn số điếm nữa. nhưng mà ông ba ông cho biết đó là đuổi châu gặp cọp rần rần 10 phần thắt bảy tám phần người ôi nên bây giờ nó sủ dằn giống thiệt hẳn hồi cầu trời khẳng phật sống cô lập đời như vậy thì bây giờ từ đây mà diễn sắp tới đó là không phải bệnh đau không rồi thêm cái đói rồi thêm cái cái việc là nước dưng cái lửa cháy rồi cái giặc giả đang triền miên tới như vậy thì bây giờ mùi đạo diệu rồi à, nem khó khó sánh chúng ta đi vào con đường đạo rồi thì nghĩa là đạo hiểu rồi ngon tội của nem khi mà hiểu đạo rồi thì cái đạo ngon tội của nem nhé khi mà đi sau một đường một một đoạn nữa thì mùi đạo diệu rỗi nem khó sánh nghĩa là không có rỗi nem nào sánh được đó thử ra đó là à, ráng cực lòng một bước đầu tiên thì sao mới được làm nên phật thánh về thượng giới của tiên mới bảnh đến dự đề từ dược từ xưa thì tất cả gì cảnh đời này là là đau khổ là buồn rầu là của rốt cuộc rồi chỉ mang câu thất vọng xong đời nghĩ chắc mối sợ ô thì thấy một đàn thợ bản mà mê thì ô chừng đó mới là màu nhiệm mùi đạo diệu chúng dân răng kiếm dễ thời kỳ của gặp đàn ta mà hôm nay đó là trễ mà quá trễ luôn Đức Thầy chỉ biết là chinh chinh Bóng xế về tay Đối nhìn trần thế sát thay ê hề Thương trần ta cũng ráng thề Đặng cho bá tánh liệu bề tụ thân tu hành chẳng được Đức ăn thì ta chẳng phải sát thân người đời Vì thì gọi sao là chinh xế Một thế kỷ là 100 năm Mà từ ngày Thầy khai đạo đến nay Là lễ kỷ niệm lần thứ 81 rồi Thì đã chinh xế rồi quý vị Chinh xế rồi Bóng xế về tay thì đối đối nhìn trần thế sát thay ê hề thì từ đây xem lên là sắt người ta mà thấy ê hề luôn đó Thì bây giờ đó là quý à, vị thấy ở nơi cái Ấn cái Độ Thì bây giờ nó cũng đã ê hề rồi Rồi bây giờ luôn năm châu thế giới Bây giờ từ Thái Lan rồi từ Lào Rồi tất cả các nơi đó Bây giờ đang rầm rộ về cái bệnh đó là dịch cúm da cầm này Và kể cả Việt Nam chúng ta hôm nay Thì kể như là từ đây xem lên thì nó cũng khó mà làm ăn lắm Thầy nói gẫm trong nhân chủng lắm người dễ dàng Dễ dàng trên Rồi sau chung chứ phải sầu riêng nữa bây giờ sầu chung rồi đó ta cắt tiếng thang mà phù sinh kiếp có đoạn tràn thì thôi cái trong phù sinh là chúng ta sống ăn ngủ như con phù vui đó. mà đoạn tràn chỉ đoạn đứt tràn là ruột thì bon bon chung dục mấy hồi là cái tiếng đánh kiển đó là nơi cái cái dùng thất sơn màu diệm là đi vào một cái giai đoạn cực kỳ là sẽ có núi nổ thì rầm rầm sấm nổ trên đầu xa xa đầu canh tiếng động bên nhà chờ ba canh một thì gà cái tang như vậy thì bây giờ ông ba cho biết là phật độ cho mắt con trâu thì tam thinh xuất hiện đâu giữa mình thì từ đây sắp lên là cái ngày diễn biến của nhân loại là tận diệt nhân gian trực thiên khoa lão giả hậu quy nhân lão giả mà ly kỳ thiên định dĩ thiên la thì bây giờ đó là đời cùng tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non phật thương bổn đạo như con muốn cho bổn đạo lòng son ghi lời nữa sao tới việc biết đời bây giờ chưa thấy nó thờ chưa tin vậy thì nếu mà để đến chừng mà sắm nổ nhân thinh thì e phải tánh năng năng nó muộn thì giờ đó chúng ta đâu tốt kịp Thử ra Đức Thầy mới khẳng định cho chúng ta biết là coi e có chứa bầu dược quyết Dùng đậu màu của giấc xanh linh nếu để chờ sấm nổ văn thinh thì e bá tánh ăn năn đã muộn khi mà nổ cái hì rồi nói, thầy ở để con phát tâm thì đã muộn rồi phải không vì vậy thì bây giờ đó là uh, nếu để chờ sấm nổ văn thinh thì e bá tánh ăn năng đã muộn thử ra đó là trong cái thời kỳ cái mà diễn tiến đó Đức thầy cho biết đó chừng nào tiếng sấm nổ giang thất sơn lộ dĩa đền vàng báo thai chọn bến nước rủi mai trong đục nếu chần chờ lục đục chở chân thương đời ta tỏ làm ơn lời là ta phiên nhủ như đờn bá nha trong bổn đạo gần xa ghi nhớ phải thi hành phận tớ cho xong để sau đến việc long đông là sao của cái hợi đi vào cái tí nữa lên là long đông đó thì xác thân có thấy mây rồng hội kia như vậy thì bây giờ là đời cùng tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non Phật thương bổn đạo như con muốn cho bổn đạo lòng sâu nghĩ lời nửa sau tới việc biết đời bây giờ chưa thấy nó thời chưa tin bây giờ tới việc hết rồi rồi thầy nói lời xưa người cổ còn ghi những việc lạ kỳ nó có hay chưa mà chưa lại với kẻ chẳng ưa cho người tâm đạo biết thừa tới đâu Vậy thì đến lúc là cơ với phú thần tiên giang bút bởi cơ trời đã thúc bên lưng không tu chừng khổ cũng ưng mà tu hành gặp cảnh vui mừng tội thai từ đây sắp lên là đúng vào giai đoạn nào để thầy cho biết là việc kẻ quấy lọc lừa văn lương thiện mong tạo quá sắp trong tuồng cổ điển đặng nhân sanh kiến cảnh thái bình hòa ngõ lời khuyên nhân loại khắp gần xa ráng tu tỉnh hưởng đời chung cực lạc trên cửa phật thì mùi thương mùi hương thơm bát ngát dưới quân thần phụ tử khải hoàng ca ấy là sông bốn biển hiệp một nhà không ganh ghét chức câu thù hận quán trên kẻ trí lê công bình phân đón dưới dặn dân trăm họ được im liềm trẻ với già dình hay chữ từ khiêm không còn thấy loạn lưng đền can kỹ đạo tôi chúa chặt dình câu chung thủy đạo thầy trò các cốt ghi xương đạo cha con chặt chẽ chữ miên trường đạo chồng vợ thượng hòa cho đến thác thì đến một cái giai đoạn là cực kỳ là chúng ta chỉ còn có cách là sớm về cõi phật an thân kẻo kiếp phong trần dài gió dạng xương chỉ có về của phật an thân còn cảnh đời này là cảnh hồng trần này là cảnh nhút nhơ ráng hưởng hiểu rõ quyền cơ mà tránh vì thì nơi đây là nơi cảnh đời này mà đức thầy cho biết là hỡi con đời tục rất khôi tanh trí huệ trao dồi kiếm nẻo thanh mãn kiếp hồng trần xanh lạc quắc hưởng công niệm phật rất yên lành vì thì bây giờ chỉ còn có pháp môn tịnh độ là pháp môn nhất mà đức thầy cho biết là ráng uh, trì tâm tưởng niệm canh thâu mà từ cái canh tí này đổ lên chung là tất cả chuyện gì nó đều đụng chúng ta hết nằm đi đứng hai ngồi chẳng chấp vì cuộc biến chuyển thiên cơ rất rấp rồi khuyên chúng sanh ráng tu hành cầu linh hồn cho được giáng sanh thì đây chỉ rõ đường đi nước bước như vậy thì bây giờ đó là đến cái lúc đó là cái lúc mà phải nói rằng đức thầy mới tiên tri đó là lầm than khối lửa với binh đao Âu Á lung tung nhựa máu đào bá tánh say xưa mùi phú quý thì sau này sẽ dướng cảnh đầu lao đồ lao muốn lánh sớm nghe ta bố thí trì trai giữ giấy mà phật đạo trao dồi tâm tánh lại giác thiền chiên chở lúc can qua can qua dân chúng chớ buồn lo tích đức chờ ta chốn hẹn hò mà chỉ có cái tích cái đức thôi là mới gặp ngài đứa thầy trở lại thôi nhưng mà trở lại lấy gặp thầy để gặp cái gì đứa thầy cho biết là can qua dân chúng chớ buồn lo tích đức chờ ta chốn hẹn, hẹn hò là khi nào khi mà chiến tranh đã bùng nổ rồi thì nghĩa là càng thiên cơ biến đổi càng qua gẫm trong thế giới còn đó ba phần như vậy thì giờ mau mau khí kiếp chuyên cần chúng sanh còn có lập thân hồi này như vậy thì bây giờ thầy biết là cho biết là là tích đức chờ ta cho hẹn hò thì được thầy đã khẳng định một câu là hò hẹn tháng tiên hiện một ngày một ngày thế giới khỏi bi ai trung ương tam cõi điều hòa mặt tâm ở thảnh thơi chở cốt hài thì lúc đó là cái bà cánh hồng trần này đó là nó lúc là nước dưng lửa cháy mà thành ôi khổ thảm bốn bề sống dậy dòm lừng trời lửa cháy liên miên tiêu điều sáng giặc điền viên thần thông biến quá với miền trung ô trung ương ngục môn đầy quỷ vô thường giác hồn kẻ bạo diêm dương lực trần nhìn xa nước mắt rưng rưng thương đời ngu muội trầm lưng hoài hoài ta hảo bút chiếc bài chung cuộc ai rõ lòng của quốc kêu thân khùng vẫn bị trái triêu thì, thì thì trong cái hè hôm nay khi dứt cái hè này rồi thì đổ lên nó là phật độ cho mắt con trâu thì tâm thanh xuất hiện ở đâu giữa mình vì thì đủ trâu gặp cọp rừng rằng Một phần thất bảy thất phần người ôi như vậy thì bây giờ đó là trâu thả lan nhiều kẻ trách phiền ngu phụng hổ đáo miền đạo lý như vậy thì bây giờ là từ tí chí hợi biết đâu mai chịu gì thì chuột nhỏ nằm ổ quá sâu nằm hang ca hát ai đâu biết gì trâu tu sức dỗi ai bì chờ cho nước cạn bắt thì cày chơi mặt tình đúng buổi nghỉ ngơi thượng quân ăn tết chiều mơ đã gần thì nếu mà phá điều thì thiên tiểu sức thì đó là châu cài thì kể như là là chưa từng thấy biển châu cài thì nói chung ra là khi mà châu nó cài rồi thì phá điều thiên tiểu sức như vậy thì bây giờ đến lúc này đến lúc là tặng diệt nhân dân trực tuyên khoa nghĩa là đời cùng tủ cấp thì thì thầy đã ti chi hết rồi thì đã trễ thời kỳ đó nếu mà chúng ta mà lôi thôi quá chậm đường thẳng à, lôi thôi quá chậm trong đường đường thẳng thì trễ nãy khó qua nẻo cọp xà mà cái năm tới là cái năm đi vào cái năm con cọp vì vậy thì năm nay là cái năm tăng sửu giáp ắt bên đi mậu kỹ canh tăng nhâm là nhâm mà nhâm nhâm dần tức như là năm tới là con cọp đực có bị cọp đực đó Và con cọp này là cọp đi vợ ổ chồng ông à. quá ra một trận cuồng phong thế đời thì buổi trưa hôm nay thì mấy cháu nó xuống đây cũng quay một cái clip video để đến cái lúc là chúng ta để có sự nhắc nhở lẫn nhau mà thầy nói hãy thương yêu lẫn nhau như con một cha để dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức hay là xem kỹ này những ngọc như ngà phải nên ở như cơn mơ thận hay là thầy còn cho biết thêm là chớ chia rẽ hãy đồng tâm lực khu rộng vàng đánh thức bốn phương chấn hưng một giáo học đường dưới trên hòa thượng chọn đường nguyên nguyên thì mong rằng clip nói chuyện hôm nay à, toàn thể anh em nào chưa giác tâm phát tâm được thì nên cố gắng phát tâm để tu cho nghiệp thời kỳ lần qua đại hội cho thời kỳ đến lúc là chúng ta đến đi vào cái giai đoạn là cực kỳ đau khổ rồi bị vậy thời kỳ này không còn nuôi dưỡng nữa mà tới thời kỳ rồi đó là À, kẻ ác tiêu sắc tiêu hồn hay kẻ tại gia bị lưới thiêu người tu niệm sống đời thượng cổ thì đến đây cũng xin tạm nhận cái chương trình trao đổi hôm nay và xin kính chúc mấy cháu luôn đều sức khỏe và chúc tất cả đồng đạo các nơi nghe được clip để chúng ta tu cho kịp thời kỳ Long Qua Đại hội khi Đức Thầy trở lại để cái ngày lập hội Long Qua. Bởi vì hội Long Qua kỳ này gọi là chọn cái tu mi người hiện Đức Long Phò Trần Chúa. đến đây cũng xin hết và nguyện cầu mười phương chư Phật có linh của Đức Thầy giao hộ trì cho toàn thể đồng đạo chúng ta luôn luôn hướng về chánh đạo chân lý Đức Thầy để chúng ta đến con đường giải thoát an vui và gặp Đức Thầy trong ngày Long Qua Đại hội. Nam mô Bổ Sư Thích cao Nam mô Đức Phật Nam mô A Di Đà Phật.